Ngày mai 15 tháng 3, dự kiến Việt Nam sẽ mở cửa trở lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Dữ liệu phân tích của Google theo dõi xu hướng du lịch cho thấy, ngay từ tháng 1 vừa rồi thì số người nước ngoài tìm kiếm thông tin về chuyến bay đến Việt Nam tăng 425% so với cùng kỳ năm ngoái. Người Mỹ, Australia, Nga, Pháp, Đức, Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Canada có lượng tìm kiếm thông tin du lịch Việt Nam nhiều nhất. Ngay trong tháng 3 thì nhiều hoạt động xúc tiến kích cầu trong nước và quốc tế đã được các doanh nghiệp du lịch triển khai. Nhiều trung tâm du lịch lớn như là Hà Nội, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Phú Quốc của Kiên Giang hay Thành phố Hồ Chí Minh đã lên các phương án mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế. Việc Việt Nam chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế thực sự là một tin vui đối với tất cả những người làm du lịch, với khách du lịch và là cơ hội để Việt Nam sớm phục hồi ngành công nghiệp không khói. Các phương án, kịch bản đón khách đã được đề xuất, trong đó đề cao các phương án thích ứng với dịch bệnh và nâng cao tính cạnh tranh của ngành du lịch. Đoàn khách quốc tế này sông đất Hội An những ngày đầu tháng 1. Ở giai đoạn thí điểm, Việt Nam đón khách theo các chương trình du lịch trọn gói. Du khách có thể tham gia các chương trình kết hợp nhiều điểm đến sau khi đã hoàn thành chương trình du lịch tại điểm đến đầu tiên trong thời gian 7 ngày. Chính quyền địa phương đã cố gắng hết sức để tổ chức cho du khách như chúng tôi. Mọi người đều đã tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Tôi thì tôi đã tiêm 3 mũi rồi. Tôi nghĩ sẽ rất an toàn khi tham quan tại đây. Nhiều rào cản kỹ thuật về xét nghiệm và cách ly được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề xuất gỡ bỏ khi mở cửa du lịch. Khách du lịch đến Việt Nam phải có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi xuất cảnh. Trong vòng 24 giờ đầu đi về thẳng nơi lưu trú, thực hiện xét nghiệm nCoV. Kết quả âm tính được tham gia các hoạt động du lịch. Khách nhập cảnh bằng đường bộ, đường biển, đường sắt, xét nghiệm ngay tại cửa khẩu. Âm tính có thể du lịch luôn không cần cách ly. Bộ Y tế đề xuất những người này không cần xét nghiệm sau khi nhập cảnh, nhưng cần thực hiện các biện pháp phòng dịch như người đã lưu trú tại Việt Nam. Đồng thời người nhập cảnh không cần có xác nhận đã tiêm chủng vaccine COVID-19 hoặc từng là F0 khỏi bệnh. Trước hết là chúng tôi cho rằng là sẽ hướng vào những cái thị trường mà không có những quy định quá chặt chẽ trong công tác cách ly sau khi đi du lịch Việt Nam trở về. Cái thứ hai nữa là những thị trường mà bắt đầu đã có những cái động thái mở cửa trở lại và thu hút khách quốc tế đến, cũng như là tạo điều kiện cho người dân đi ra nước ngoài, thì chúng tôi cũng sẽ có những nghiên cứu cập nhật cụ thể để trên cơ sở đó sẽ có những cái chính sách, chiến lược cụ thể để mà tiếp cận được cái thị trường này. Coi khách quốc tế như khách nội địa khi họ đã được tiêm chủng đầy đủ là chủ trương của ngành du lịch khi mở cửa hoàn toàn các thị trường, tạo cảm giác thoải mái cho du khách tận hưởng các trải nghiệm khi du lịch ở Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.